mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. S-500 của Nga khai hỏa tấn công, cả F-35 và mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ đều sẽ tan sát. Thưa quý vị và các bạn, trong khi hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga với hoạt động triển khai tại Bắc Cực và thương vụ ồn ào với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang làm dậy sóng truyền thông thế giới, thì ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã âm thầm phát triển một phiên bản kế nhiệm. Sau một thời gian dài gián đoạn, các nguồn tin quốc phòng Nga cho biết S-500 đang chuẩn bị được đưa vào sản xuất hàng loạt. Cuối tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov đã tiết lộ rằng S-500 đang được phát triển ở giai đoạn cuối cùng. Tôi đang nói về việc hoàn thiện công tác nghiên cứu và phát triển cũng như là tiến trình sản xuất hàng loạt sắp tới. Sĩ quan đầu tiên sẽ được đào tạo vận hành S-500 trong vòng năm nay. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận tổ hợp S-500 đầu tiên vào năm 2020. Phó tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga, Trung tướng Yuri Greykov cũng đã khẳng định thông tin này khi nói rằng S-500 gần như đã sẵn sàng. Giới bình luận quốc phòng Nga ca ngợi S-500 như là thế hệ tên lửa phòng không kế tiếp của Nga và nó không chỉ đánh bại các máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 mà còn vượt trội hơn ở cả mọi hệ thống phòng thủ hiện nay của Mỹ. S-500 là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Mỹ. Pavel Sonizov, kỹ sư trưởng của hãng thiết kế Alma Antay, phát biểu trên truyền thông Nga. Hệ thống của chúng tôi có khả năng vô hiệu hóa tất cả các vũ khí tấn công của Mỹ và vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ mà Mỹ từng hết lời ca ngợi. Mà dù vậy, vẫn còn một số câu hỏi cần phải giải đáp liên quan tới các khả năng và vai trò của S-500. Từ những gì được biết tới hiện nay, giới quan sát cho rằng S-500 là một bước nhảy vọt mang tính thế hệ về các thông số kỹ chiến thuật. Với tầm tấn công là 600 km, S-500 vượt qua hệ thống tiền nhiệm S-400 tới 200 km. Chưa hết, tổ hợp này có khả năng bám bắt và tấn công không chỉ các mục tiêu siêu thanh tại vận tốc trên mắt nằm, mà còn có thể tiêu diệt cả những vệ tinh quỹ đạo thấp cũng như một số dạng tàu vũ trụ. Trong khi các kế hoạch cụ thể sử dụng S-500 vẫn chưa được rõ, thì có một vài dấu hiệu ban đầu cho thấy rằng xu hướng triển khai tới đây của hệ thống phòng thủ này. S400 rõ ràng là phiên bản kế nhiệm được phát triển để thay thế hoàn toàn cho S300, nhưng S500 thì rất có khả năng chỉ được Bộ Quốc phòng Nga đưa vào để bổ sung thêm sức mạnh cho S400, chứ không có ý định thay thế nó. Điều này đồng nghĩa với việc thay vì loại biên hoàn toàn S400, quân đội Nga sẽ triển khai bổ sung S500 tới những nơi có vị trí chiến lược đặc biệt. Việc bố trí các thổ hợp S500 bên cạnh S400 sẽ giúp mạng lưới phòng thủ của Nga trở nên vững chắc hơn và rất khó bị đánh bại. Trên góc độ thương mại quốc tế, tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboron Export tỏ ra khá lạc quan. Rất có thể, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tiếp nhận S-500 sau khi đã ký hợp đồng mua S-400 của Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từng ca ngợi những tiến bộ vượt trội của Nga trong việc chế tạo các hệ thống phòng thủ. Chúng tôi đã kết thúc vấn đề S-400, hợp đồng đã được ký kết và sẽ sớm đi vào giai đoạn sản xuất. Sau đó, chúng tôi có thể xem xét tới S-500. Đó là nhận định của giới bình luận quân sự Nga. Đương nhiên, họ ca ngợi S-500 hay S-400 cũng là điều không quá khó hiểu. Người ta từng nghi ngờ về S-400, tuy nhiên nếu S-400 không thực sự mạnh như những gì nó được ca ngợi, nếu S-400 chỉ là hồ giấy thì tại sao Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ lại phải tìm cách mua bằng được tổ hợp tên lửa phòng không này? Đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp áp lực từ phía Mỹ, tại sao Mỹ lại sợ đồng minh của mình mua S-400 như vậy? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại